mình nãy phải nhổ luôn rồi. Thank you.
phải như mấy thằng kia đâu mà sợ vậy. Thank you.
Này rất là to luôn. Rồi, lắc cái cây kìa. Nhánh này nó dài hơn nửa cái cây luôn. Quá to. Nhánh này nặng lắm, có hai anh ở dưới phụ kéo ra ngoài vậy coi nha. Có hai con ong rất là lớn luôn, không biết ong gì nữa. Đó 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 đó, cả nhà thấy đó, có con ong đen đen nó đang bay bay vòng vòng, hai con luôn. Không biết ông gì nữa nhưng mà thấy khá là to. Hai con nó bay bay nãy giờ là con bướm. Thank you.
quá trời dài. Bây giờ cái cây đã cưa xong hết mấy cái nhánh rồi, có thể là sẽ chuẩn bị khớp mấy cái động thân nha các bạn, cưa khớp từng khúc. Ở dưới là có mấy cái nhánh cây, ở dưới là một cái lớp đệm ở dưới rồi, cho nên là ném xuống nó sẽ không có bị tưng, nó không có bị nhồi đi chỗ khác. Cái gì mà nó còn tân lên đây.
cao, thấy cái nhỏ nhỏ xuống đây bự bự luôn ha. Còn cái này xuống xuống nó làm chuồng gà đâu được nha. Hồi nãy có hai con gì ở trên nha ba. Hả? Hai con gì mà anh thấy bao củi quá trời. Không. Nó bầu hả? Ừ, bầu mà nó cứ hung hung vô mặt nhỏ nhỏ trong đây. Dạ. Nhóc thì làm chuồng được, làm giờ làm bằng sắt luôn rồi. Giờ cắt bỏ luôn ha. Bỏ đi. Nè cái chân kìa. Dạ, hai cái ngậm. Bà bám vô. Dạ, cái này sóc vô cây nè. Dạ, này cửa gà tre. Cửa gà tre. Dạ. Dạ đó. Đã dạ. Chú tự. Đấy. Dạ, ông tuổi thì ông nói ra cho anh tháng bao nhiêu tuổi không? Hôm nay khoảng 50 chứ nhiều. Đây mày 67 chứ gì? À, thì khoảng nào? Vỗ tay thì quá ha. Nhiều trẻ. Nhìn nó mặt biết liền ha. Trẻ là 57 tuổi luôn á. Sao mà tăng độ là tăng ra hết tài 67. 73 hả? 73 rồi, nay 50 chứ nhiêu? 50. Rồi tôi nhớ mà. Có con kể rồi. Thấy không? Nhớ dạ. Năm nào nó tuổi rồi. Về chụp chính tao vô đây nè hả? Dạ, còn nó bự. Dạ, 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 dạ. Đâu? Có gì mới mấy anh sinh nhật tôi không rồi mà. Đâu có. 67 vậy là quý rồi. Ủa 73 vậy mà nó 67 vậy là thì đó nãy giờ vậy tôi trẻ đó. Dạ dạ. Ồ vô nhập mình mấy chân rồi. Con vô đây nè, con vô đây nè, đó. Đây, thấy chưa, mình kéo cây cho. Nặng lắm. Nãy con có kéo không? Có. Nó nặng, kéo cực á. Nãy giờ có kéo không? Chim vô á. Kìa lại ngồi ghế kìa. Kìa con lại ngồi ghế kìa. Nhớ đăng lên nha. Ừ. Còn cây nữa khỏe nha. Lại ngồi ghế đây chú quay cho. Để dành nè. Cây này nó treo. Rồi chưa kịp ngồi nó bị rinh rồi. Mệt quá anh em ơi cả nhà. Quá trời vô. Mà nó tập xuống là nó quơ cái là tới cái nhanh dài cả chục thước.